Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn khu công nghiệp An Dương tại Hải Phòng. Đây là một trong 3 khu công nghiệp lớn tại huyện An Dương, cùng với lại khu công nghiệp Nomura và khu công nghiệp Tràng Duệ. Khu công nghiệp An Dương là một dự án trọng điểm về ký kết hợp tác kinh tế tài chính giữa thành phố Hải Phòng của Việt Nam cùng với lại tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Khu công nghiệp An Dương đã và đang sẽ trở thành một trong những đòn bẩy về công nghiệp kinh tế lớn của thành phố cảng Hải Phòng. Với diện tích rộng lớn và số vốn đầu tư khổng lồ, mật độ dân cư cao, khu công nghiệp An Dương đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư ở trong nước và ngoài nước đến tham gia hoạt động sản xuất ở trong nhiều lĩnh vực từ điện tử, điện lạnh, hàng tiêu dùng cao cấp và dệt may. Nơi đây đã thu hút hàng chục nghìn lao động từ nam và nữ tới với trình độ có bằng cấp, được đào tạo cơ bản đến chuyên sâu về các lĩnh vực lao động, thu nhập cao và ổn định khoảng từ 6 đến 9 triệu đồng một tháng với công nhân và từ 8 đến 15 triệu đồng một tháng đối với nhân viên văn phòng. Một điểm mạnh thúc đẩy khu công nghiệp này ngày càng phát triển đó là thị trường lao động tại Hải Phòng vô cùng dồi dào với trình độ tay nghề trung bình khá trở lên khá nhiều. Hải Phòng với hơn 1,2 triệu lao động cùng với hệ thống 4 trường đại học, khoảng hơn 60 trường cao đẳng và trường trung cấp nghề, nhờ đó đã tạo ra và cung cấp cho khu công nghiệp An Dương nói riêng và thị trường lao động Hải Phòng nói chung một lượng lớn các lao động có chất lượng tốt, tay nghề ổn định, kinh nghiệm phong phú. Điều này thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh luôn được đảm bảo với hiệu quả tốt nhất. Tổng thể về khu công nghiệp An Dương Hải Phòng thì có tổng diện tích là 196,1 ha, địa chỉ tại xã Bắc Sơn và xã Lam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Mật độ xây dựng là 60% và tỷ lệ lấp đầy tính đến hiện nay đó là khoảng 65%. Về tính chất, khu công nghiệp An Dương là khu công nghiệp tập trung, trong đó chủ yếu tập trung thu hút các dự án đầu tư ở các ngành sản xuất điện tử, vi mạch điện tử, thiết bị điện, điện lạnh, hàng tiêu dùng và các ngành công nghiệp sạch thân thiện với môi trường khác. Hiện trạng thu hút đầu tư tại khu công nghiệp An Dương tính đến năm 2023 thì khu công nghiệp An Dương đã cơ bản hoàn thiện triển khai xây dựng và cho thuê lắp đầy khoảng 65% diện tích đất toàn khu công nghiệp. Các diện tích còn lại đang được chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện và giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để tiếp tục cho thuê. Một vài các dự án tiêu biểu đang hoạt động trong khu công nghiệp An Dương có thể kể đến như là dự án sản xuất motor máy phát của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Holler Việt Nam, dự án sản xuất bộ lạp điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Phi Long Việt Nam, dự án sản xuất thiết bị đầu cuối của công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Gojin Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Nianjue Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo Hunzon Việt Nam. Về vị trí liên kết vùng thì khu công nghiệp An Dương được quy hoạch thuộc xã Lam Sơn và xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và nằm tiếp giáp với quốc lộ 10, gần các khu công nghiệp lớn như là Tràng Duệ, V-Ship Hải Phòng, khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng hay còn gọi là khu công nghiệp Nomura. Cách cảng Đình Vũ 25 km, cách cảng Lạch Huyện 43 km, cách trung tâm hành chính Hải Phòng 16 km, cách trung tâm Hà Nội 100 km, cách cao tốc Hải Phòng Hà Nội 9 km. Khu công nghiệp An Dương được phê duyệt bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp của thành phố Hải Phòng vào ngày 1 tháng 2 năm 2008. Ban đầu khu công nghiệp An Dương có diện tích quy hoạch dự kiến là khoảng 800 ha nhưng sau đó được điều chỉnh giảm xuống còn 196 ha, đã giảm đi 604 ha vào ngày 22 tháng 12 năm 2014. Tính đến năm 2023, tỷ lệ lấp đầy tại khu công nghiệp An Dương đã đạt 65%. Hiện nay với tình hình khó khăn kinh tế của năm 2023, tuy nhiên với mục tiêu lấp đầy 100% khu công nghiệp An Dương sẽ là một điểm nhấn thúc đẩy nền kinh tế của huyện An Dương nói riêng và thành phố cảng Hải Phòng nói chung. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm. Quý cô chú anh chị các bạn thấy hay, hãy ấn nút like, ấn nút đăng ký để huyện An Dương có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều video về các khu công nghiệp mới, các khu công nghiệp lớn đang hoạt động ổn định tại thành phố Hải Phòng. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.